Dạ, mến chào quý cô chú anh chị cùng với nhà đầu tư đang xem kênh Nhà đất Bình Phước Quốc Hương nha. Dạ, thì hiện tại em đang có mặt tại đường quốc lộ nha quý cô chú anh chị. Và ở đây là cái khu chợ nhỏ của xã Hưng Phước ha, và xã Phước Thiện nha quý cô chú anh chị. Và hôm nay em sẽ di chuyển vào trong lô đất để gửi đến quý cô chú anh chị một lô đất cách đường quốc lộ chỉ có 150m thôi quý cô chú anh chị. Và cách trục chính, đường nhựa chính ha, là chỉ có 10m thôi. Và quý cô chú anh chị nếu có thời gian thì nhớ là theo dõi hết video hôm nay của em để biết được lô đất hôm nay em gửi đến quý cô chú anh chị nó như thế nào nha. Dạ, thì hiện tại em đã đến vị trí lô đất của mình rồi nha quý cô chú anh chị. Và trước khi quay vào trong lô đất của mình ngày hôm nay thì em sẽ quay con đường đi, nhà cửa, dân cư xung quanh cho quý cô chú anh chị mình tham khảo ha. Dạ, thì lô đất của mình thì quý cô chú anh chị cũng thấy ha, cách đường quốc lộ chỉ có 150m thôi quý cô chú anh chị. Và cách đường nhựa là chỉ có 10m thôi ha. Đây là đường nhựa trục chính của ấp Tân Trạch của mình ha. Và lô đất của mình thì tọa lạc tại ấp Tân Trạch, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước nha quý cô chú anh chị. Và nhà cửa dân cư san sát nhau luôn, nói chung là dân cư khá là đông đúc quý cô chú anh chị ha. Và đường điện của mình là có sẵn ở trên đất của mình ha. Đây là cái nhà kế bên lô đất của mình. Và đây là trường học nè quý cô chú anh chị. Lô đất của mình là đối diện trường học luôn ha. Giờ này là giờ học sinh được ra chơi đó quý cô chú anh chị. Nói chung là khá là vui ha. Đây, học sinh đang được ra chơi. Và lô đất hôm nay em gửi đến quý cô chú anh chị là ngay trước mặt em đây luôn nha ha. Lô đất của mình thì được 10m mặt tiền đường bê tông, hành lang lộ giới là 3m nha quý cô chú anh chị, xe hơi di chuyển thoải mái luôn ha. Và cách đường nhựa chỉ có 10m thôi. Và lô đất của mình thì ranh đất là sát bên cái chân bồn nước của mình nha quý cô chú anh chị, chạy thẳng ra đằng sau ha. Em có đưa cuốn sổ lên thì quý cô chú anh chị sẽ hình dung được cái kiểu hình sổ của mình là nó như thế nào nha. Và cái vị trí cột mốc thứ hai của mình là bên này nha quý cô chú anh chị. Đây ha, đây có cái cột mốc ranh nè. Đây nè ha. Và chạy thẳng ra đằng sau là có nguyên một hàng cọc sẵn luôn nè quý cô chú anh chị. Thì lúc mà quý cô chú anh chị lên mua thì bên chủ nhà sẽ nhờ bên địa chính vào đo ranh cắm mốc lại cho bên mình ha. Và lúc đó là quý cô chú anh chị muốn rào lưới kẽm gai hoặc lưới B40 là đều được nha. Và lô đất này thì được 10m mặt tiền bê tông và dài hai cạnh là 45m nha quý cô chú anh chị. Và có sẵn 100 thổ cư cho mình luôn. Và tổng diện tích lô đất hôm nay của mình là 668,8m² ha. Và chủ gửi em bán với giá chỉ có 450 triệu thưa quý cô chú anh chị. Gần quốc lộ mà giá này thì em thấy là nó cũng hợp lý ha. Và trên đất của mình là có điều đang ra bông và chuẩn bị thu nè quý cô chú anh chị ha. Nói chung điều này thì chắc cũng thu được mấy mùa rồi đó ha. Dạ, thì lô đất của mình thì thuộc hướng Tây Bắc nha quý cô chú anh chị. Và bây giờ em sẽ di chuyển vào trong lô đất để quay cho quý cô chú anh chị mình xem cho rõ hơn nha. Dạ, đất của mình thì chất đất ở đây là chất đất đen sỏ nha quý cô chú anh chị. Và điều thì đa bông rất là nhiều luôn nè. Và lô đất của mình thì hiện tại là không vướng quy hoạch ha, không vướng tranh chấp và không có mồ mả gì ở trên đất nha quý cô chú anh chị. Và từ cái chỗ cái chân bồn nước đó ha, ngay chỗ này kéo thẳng ra đằng sau và bung qua phía bên ngay cái cọc này ha. Và chạy dài ra phía bên có cái cọc ở đằng sau nè quý cô chú anh chị, chạy dài ra đằng sau ha. Nói chung là lô đất của mình là đầu đuôi bằng nhau ha. Và nở bụng á quý cô chú anh chị, đầu đuôi là 10m hết ha. Nhưng mà được cái là nó nở bụng nên cái lô đất mình em thấy là cũng khá là đẹp đó quý cô chú anh chị. Thấy không? Quý chú anh chị thấy không? Đất rất là bằng phẳng luôn nè. Khá là đẹp luôn ha. Dạ thì lô đất của mình thì cách đường quốc lộ chỉ có 150m nha quý cô chú anh chị. Và di chuyển về Đồng Xoài là khoảng 73km ha. Và di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 156km nha quý cô chú anh chị. Và di chuyển về Bình Dương là khoảng 105km ha. Thì quý cô chú anh chị xem video của em mà có yêu thích lô đất này thì nhớ là liên hệ với em qua số điện thoại em có ghi trên video ha, là 0967 557 282. Em sẽ gửi thông tin, sổ sách, hình ảnh vị trí của lô đất này qua cho quý cô chú anh chị mình tham khảo xem có phù hợp với cái nhu cầu hiện tại của mình hay không nha. Và đây là những cái cọc mà ranh phía đằng sau đất của mình nè quý cô chú anh chị ha. Chạy thẳng lên phía trên ha.
Và cái này là cuối ranh của mình. Và cuối ranh đất của mình thì cũng sát cái bên hông của cái nhà kế bên này quý cô chú anh chị. Nói chung là lô đất của mình là nhà cửa trường học xung quanh luôn ha. Thì em thấy cái giá này thì mình có thể là đầu tư hoặc mua để làm của cũng khá là hợp lý nha quý cô chú anh chị. Chủ bán lỗ là 200 triệu luôn ha. Đây là cái ranh cuối cùng của mình đây. Và cái ranh bên kia là cái ranh thứ hai ha. Đây, nhà cửa dân cư xung quanh quý cô chú anh chị cũng thấy ha, khá là đông đúc luôn. Đường bê tông của mình là đường bê tông cục nha quý cô chú anh chị. Nhưng mà ở trong phía trong cái đường của mình á là còn rất là nhiều hộ dân nha quý cô chú anh chị. Đó, quý cô chú anh chị thấy ha. Đó, rất là nhiều hộ dân bên trong luôn. Dạ thì em sẽ nói lại thông tin một lần nữa cho quý cô chú anh chị mình nắm rõ ha. Dạ thì lô đất của mình thì tọa lạc tại ấp Tân Trạch, xã Phước Thiện, huyện Bù Đớp, tỉnh Bình Phước nha. Và lô đất của mình có diện tích là đầu đuôi bằng nhau là 10m ha. Dài một cạnh là 45m và có sẵn 100 thổ cư cho mình luôn ha. Và tổng diện tích lô đất của mình là 668,8m² nha quý cô chú anh chị. Và hôm nay chủ gửi em bán với giá chỉ có 450 triệu thôi ha. Giá này là giá bao sổ luôn quý cô chú anh chị. Thì quý cô chú anh chị có thiện ý muốn lên xem đất thì nhớ là alo cho em nha. Và em cũng quay toàn bộ từ ngoài đường quốc lộ vào trong lô đất hôm nay cho mình rồi ha. Thì quý cô chú anh chị tham khảo cái video hôm nay của em quay. Thì nếu mà muốn góp ý gì hoặc là có thắc mắc gì thì nhớ là alo cho em ha. Em sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho quý cô chú anh chị nhà mình luôn. Và em cũng... nói chung là em quay tất cả rồi thì quý cô chú anh chị cũng thấy đất mình là bằng phẳng đẹp ha, gần trường học, gần khu dân cư, gần đường quốc lộ mà giá chỉ có 450 triệu thì quý cô chú anh chị nếu mà tài chính là thấy mà phù hợp á, thì đừng bỏ qua cái video hôm nay của em quay nha. Dạ thì em cũng quay hết lô đất của mình ngày hôm nay rồi ha. Thì nếu mà quý cô chú anh chị yêu thích lô đất, nhớ cho em một nút like ha, chia sẻ video và đăng ký kênh giúp em với nha. Và bây giờ chắc em xin tạm dừng video ở đây nha quý cô chú anh chị. Em cũng cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết video của em nha. Tạm biệt quý cô chú anh chị và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị vào những video tiếp theo nha.